Chào các bạn, bây giờ mình tới New York phố tàu rồi. Hôm nay cùng tìm hiểu loại hoa ly nào tốt để mình mua một cái hoa ly nhé. Hai Liên sẽ ra đây dạo phố cùng các bạn nhé. Ok, với các ngồi đi chơi lì, lâu giọt thoảng nhành cây. Ok, let's go. Ok, mình băng qua lộ ha. Nắng, vừa nắng mà vừa lạnh nha các bạn hôm nay. Ok, rồi mình sẽ đi đến đây. Đó, mua cái một cái áo cho bác sắp sửa sinh nhật rồi. À, cái này có cổ, cái kia không có cổ. À, lấy cái áo có cổ. Rồi. À, hôm nay trời đẹp, người ta xuống phố bán rau cải. Trời đẹp được chút xíu nhưng mà cũng còn lạnh. Đó, người ta trưng bày những cái nồi son chảo nè bán nè. Đó. Đó. Chị kéo máy xay sinh tố, xay thịt ha. Đó, đủ thứ người ta bày bán. Mấy cái chảo này là 70 đô một cái. Cái này là 30 đô một cái ha. Còn cái này là 70 đô một cái nha các bạn. Đó. Bán đón, bán đồ đủ thứ ha. Mấy cái dao cải đồ á, người ta sắp người ta bán ở ngoài đây. À. Đó. Bán áo, bán quần, rồi nữ trang nè. Đó, vàng dòng nữ trang. Dây lịch nè. Bánh ú này nọ lum la ha. Đó, phố tàu đường mốt, rồi một cái chợ đây nè, đông lắm ở trong đó ha. Đó. Sầu riêng nè. Sầu riêng 3 đồng 99 bao. Đó. Nhưng mà bên đường không có bán lòng lè lường, chỉ có phía bên đây à. Phía bên đây người ta đi đông hơn phía bên đường ha. Đó. Đó, cam, 5 trái 5 đồng. Cam này ngọt lắm à. Đó. Người ta thích mua ở ngoài cho nó nhanh, nó siêu thị nó sắp hàng trả tiền lâu quá ha. Đó, còn này nó bán ngay cửa sổ nè. Đó, người ta thích mua ở ngoài á. Đó, còn trong là siêu thị lớn lắm ở trong đó ha. Đó. Mình sẽ đi tới đây. Ở đây đủ loại hoa ly nha. Hoa ly vải á các bạn thì á, trời mưa nó bị ướt ha. Để mình coi thử coi hỏi nó giá cả bao nhiêu tiền. Đó. Để coi Liên hỏi coi cái nào đẹp ha. Ôi cái này New York nè các bạn. Cảnh New York nha. Trời đẹp quá. Ở này, cái này thì màu mẹ chút xíu nhưng mà nó chạy chuộng á. Khi nào nó chạy chuộng thì mình sẽ thấy ha. Cái này chạy chuộng mình không có thấy. Ok, để mình hỏi coi. Có loại hoa ly nào bền, nhiều loại hoa ly quá. Đó, ở đây cũng có nè. Hi, how much this one? How much this one? Tớ chào sẻ đi coi. Bùa sữa quà. Bùa sữa quà? Cái này bùa sữa quà, 55 đồng. À, chứ có xào với tẹn tẹn, tớ xào sẻ nè. Họ nói tiếng Hoa. Tớ xào chén à, ta xào ta. Sứ sữa ùa. Ờ, ta xào ta sứ sữa ùa 45 đồng. À, cái nhỏ 45 đồng, cái lớn 55 đồng. Ừ. Cái này sách cái này cũng nhẹ. Không có nặng lắm. Ha. Nó nhẹ hay nè, nó nặng. Ô, cái này cũng nặng lắm nha. Cái này nó nặng nha. Ô, nặng. Cái này nó nặng ha, có hũ trụng à, có cà phì cái hen ti à, cà phì hen ti, 75. Hả? 75，这个是好的，好质量的，硬的，哦，OK，不是那种软的，OK，质量很好的，个个不好啊，你看，这个好点，因为这个不管怎么摔，它不会裂开，啊，这个摔不会裂开，那个摔了，拉链在当中会裂开。 哦, 这个好端的这个好一点了，这个是最好的，这个 này nó tốt hơn các bạn 75 đô ha. 你看，都是硬的，不是这种软的 ，OK？ 哦，我想这个啦，哥哥，这个挺好的 ，PC 的，啊，不好啊，这个挺好的，这个就是说，它摔的话有点 squash， 它会 squash 你，哦，这 squash 的 ，squash 的 ，no no， 要是它的搞的话会把你 squash 掉，啊，你 squash 一样。 他要是搞得好的话，不会。 cái này á có thể chạy à ha. No no, 你看他怎么做做了，他要是这个扔是没关系的，这个扔没关系的。cái này á thì nó đẹp thôi nhưng mà nó không bền, nó sẽ chạy á.
chạy chuộng á các bạn. Còn cái kia á thì không có chạy chuộng ha. À, nó có sao chà sao ạ? 55 à, này sao? 55 không thể, không thể. Không thể cái này cho anh 55 đâu, xin lỗi. Cái này á 55 đồng nhỏ hơn. À, còn cái kia á, cái này á cái này 55 đồng rẻ hơn. Còn cái này á thì 85 đồng. Nó cho là 75 đồng. Ồ ok. 55 这个可以给你，这个不可能的。啊，我知道价钱的 ，OK。我没有东西多少炮啊？没有东西十磅。十炮啊，那个。没东西八磅左右。八炮，哦，cái này không có gì á thì 10 pao nè, là 5 kg ha. Còn này là 8 pao, 4 kg. 这个很轻，这个6磅左右。哦。很轻。啊，còn cái này á thì nhẹ hơn, cái này thì chỉ có 8 pao thôi.À, nhẹ nhẹ lắm à. Cái này 55 đồng mua được rồi. Ok. Đây là 70 khoai á. Cái ta với tẻn tẻn á. Cái ta hậu to. Ồ, ta hậu to. Ồ. Cái này 70 khoai, ok, yêu được không?Cái này là 70, còn cái này nhỏ một chút xíu là 55 đồng nè các bạn ha. Đó, chắc mình mua cái lớn quá, mình thích cái màu đen, còn mấy cái màu xanh, mấy cái màu này á thì nó mau dơ ha, chắc mình lấy cái màu đen. Nếu sữa khoai lang là nại với cơ đó. Nại với cơ, nếu sữa khoai rồi. Không có ý sữa, không có ý. 最后加钱了 ，OK。这个拉链在当中，东西放了，两边放了，很容易坏掉。OK。这个拉链是旁边的，不会坏掉。OK。大家。OK, understand now. Đây cái này ở chính giữa dây kéo nó đẹp thôi ha. No, you have two zipper, right? Yeah, two zipper. Two zipper, when you put the stuff, one side heavy, one side not heavy, do like that. Very easy way. Break them out easy. Họ giải thích cho mình nghe loại vali này để đồ nhiều hoặc cứng dây kéo dễ bị bung nứt ra nhé. Cái loại kiểu như vậy thì nó bền hơn. À, lấy cái màu đen, lấy cái bự đi. You like the blue? Because in the airport you see right away blue. Yeah. Okay, I take the blue. You see how nice? Look. Okay. How deep? Yeah. Okay. Nó rộng á. Và mình mua một cái này. Mua một cái này 65 đô. Mình thích cái này hơn. Họ nói là bên hông á. Yeah.Bên hông á thì nó không có bể nha. Họ bán á, họ nói cái kia đẹp thôi, nhưng tách nhiều nó sẽ nở ra. Khở bức khở gì? Mình có thể đẩy như vậy ha các bạn, đi dọc đi ngang luôn. Cái bánh của nó chắc hơn. Ok, để mình lấy cái này. Ok, hòa này với cơ đi cơ đó. Rồi Liên đã mua cái vali nè, kêu anh chủ quán này để cột lại.Liên cảm ơn cả nhà dành thời gian theo dõi Liên đến phố Tàu. Yeah. Cảm ơn cả nhà dành thời gian theo dõi Liên đến phố Mua Wally nhé. Hữu là tài ca phần dọc chung di tô mãi tổ giấc cờ hàng lý tỏi. To chè tài ca sâu thải chúc tài ca xanh thải kiền hơn. Thank you. Bye bye.